và để đi theo. Thì trong khi chờ đợi tiếng hát giao lưu của quý vị, một lần nữa Hén sẽ cùng với nữ nghệ sĩ Yến Khoa sẽ kính gửi đến toàn thể quý vị với một bài tân cổ Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm, xin kính gửi đến quý vị. Buổi đầu tiên lời chẳng trọn lời, trận mưa chiều lạnh lắm anh ơi, đường vắng xa xôi em phải về xóm nhỏ. Em gái nè, cái xóm nhỏ của em ở đâu, có gần nhà của anh Hùng không? Em chỉ đi. Ở đây là chiến hữu của anh không đó, chút xíu nữa anh nhờ mấy anh tới ủng hộ cho. Tiếng cười thay tiếng nói, đêm vui thay tiếng chào, luyện trong theo tà áo để rồi nghe chân dương, khi hay người bạn ấy có cô em là nàng. Mời xuồng mái đuôi tôm, mưa lất phất còn nhạt nhòa sao giấc nhòa, mười ngón tay như tìm nhau vào kỷ niệm, tình đã nặng tình như biển rộng trời cao. Mong cho mai sau đời ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau. Đưa anh sang sông vào thăm vườn trái chín bằng xuồng ghé mái đuôi tôm. Vườn trái trái ngọt tình mình vẫn thân đậm đà. Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn thật hiền hòa. Lại mình thế anh đi làm ông già. Còn em làm gì nói nghe coi. Còn em làm em gì? Mua bán chôm chôm. À. Đôi má hồng
Xin cảm ơn những người con thân thương của quý vị rất là nhiều. Bây giờ chưa có ai đăng ký hết, Như Ý hát bài nữa đi em.